Thôi xin chào quý chú anh chị các bạn. Đại bạc ha. Đó. Các bạn có nhớ trong tháng này nó mưa cỡ nào không bạn? Mưa ghê lắm. Mưa nhớ cái đầu lắm bạn ơi. Đó. Thì hôm nay là đậy là đúng một tháng rồi các bạn. Đậy đúng một tháng nha. Thay quà thay xem thử coi là nó hiện tại thế như thế nào. Kỹ ha. Đó. Đây lại nè, đây là chân nè các bạn. Thái nha các bạn. Ha. Anh này làm với mình ngay chân từ lúc ban đầu rồi. Tìm không bạn? Ở trên thì nó bự hết trơn rồi nè. Ở trên thì bự hết trơn gì nè các bạn. Ngày mai là bắt đầu mùng 2 là cho dở ha. Đúng một tháng. Tháng một ngày. Đúng tháng một ngày. Các bạn có đường trong ha. Ở trong đây thí dụ các bạn thấy nó như thế nè. Nó ra yếu yếu á. Thay cho sóc nước luôn ha. Những cây này là thay cho sóc nước luôn. Mình có đầu mình vuốt xương lên cái. Vuốt xương lên cái. Là nó ok. Bạn xem nè. Cái lường của nó nè. Cái lường đã không? Mấy hôm nay các bạn biết là tiết nó cứ sập sùi à. Nó có tiết rồi cái 4-5 ngày sau cái nó mất tiết. Ôi ôi ok, nói chung là cái này kia nó nhức cái đầu luôn các bạn. Cái lường nè các bạn coi lường nè. Đó. Cái lường này mà đóng nước vô một cái ha. Thì ôi, tê tái đúng không? Để mình cho các bạn xem cái dàn lá nha. Nhìn nè các bạn xem cái dàn lá nè. Nó rụng chắc không phải 30, chắc phải 20% lá rồi. Thì nó nói chung là như nó rụng như thế này nè các bạn ha. Nó mới sao nó mới ra bông được. Nó rụng nó mới ra bông nha. Đó. Giờ các bạn. Đó. Hôm nay là thái là ok. Trong cái vườn này của ảnh có một cây ri rồi các bạn. Ri cũng ra được 70% rồi. Giờ dự định ngày mai ri nó sẽ cho dở luôn. Đang coi dàn lá nè. Lá tổ bố nè các bạn. Đang coi dàn rễ nó ra nè. Ông chơi dây chì luôn trời. Đang coi dàn rễ nó ra nè các bạn. Kinh hồn không? Dần bông nó lú ra nè. Quá đẹp. Năm nay các bạn thấy là nó gian nan không các bạn? Tháng 6. Ủa tháng 6 này nó gian nan tới dữ dội luôn. Đậy đầu tháng. Cũng đầu tháng là chúng ta dở. Nhưng mà gầu lắm các bạn. Đậy là bắt đầu từ ngày đậy ha, tới 18 ngày sau là mưa là liên tục luôn. Thấy qua là thấy nhìn là thấy còn gầu nữa các bạn. Nhưng mà tham dám nói. Đó là giò cây. Sợ cái tâm lý người ta các bạn. Người ta không ngủ được. Nè. Nó ra đều cho nó ra cứng cây cho gì nè. Mình vô nước cái là ok. Cái lịch trình vô nước thì như sao? Ví dụ. Người ta có nói với ảnh á. Là bây giờ ngày mai nó bắt đầu mùng 2 là bắt đầu anh dở đi. Anh dở anh tống nước cho em cái. Trời ơi trong thân là cũng ra đó nè. Đóng nước cho em cái ha. Rồi qua ngày sau có động cho anh rải. Rải 12-18 cộng canxi nha các bạn. Rải 12-18 cộng canxi bo. Rồi sau đó bắt đầu thấy cho dặn cái đọt ở ngoài cái ha. Dặn cái thuốc bệnh á. Cháy lá này kia đó các bạn ha. Dặn cái cháy lá. Cái cháy lá dặn xong rồi các bắt đầu trong đó bắt đầu mình cho xịt cái bông ha. Thường thường cái thời điểm này nha, 10 ngày sau là bắt đầu các bạn sẽ thấy là nó dễ như sao, nó dễ xì cái, nó dễ mà rụng lóc á. Đó. Những cái cây này ha các bạn thấy nè, như thế này, đó, nó nhỏ vậy nè, đó, nhỏ nhỏ các bạn thấy đâu, đó thấy chưa, đó, như vậy, đó, đủ rồi đó các bạn. Nói sơ một chút xíu là các bạn biết là cái vườn này của ảnh là nó là cái vườn mà
kiểu như là cái vườn nó rập, các bạn xem nè, nắng lộn dưới này không lộn được luôn, nên nó rất là bất tiện trong cái vấn đề mà đẩy. Nhưng Thái có nói với anh là cái vườn của anh, ví dụ mà người ta 30 ngàn người ta ra nha, cái vườn của anh nó sẽ ra chậm hơn so với người ta một chút xíu nha, chứ không có được là như người ta đâu. Thì nói chung là khách cũng hiểu là nhỏ nhỏ nha bạn, cho khách cũng hiểu là mệt quá, khách cũng hiểu là người ta sẽ dính tới tình trạng là bị rập đó. Đó, lá ghê nha bạn, lá kinh lắm. Đi vài cây nữa nghỉ nha các bạn, mệt lắm, mệt. Nãy đi với anh lội hai quận vô nè, bắt đầu ngày mai bắt đầu chúng ta dỡ là ok rồi. Rồi mưa mà ra, đối với Thái là ra ri, bây giờ nó ra hơi chậm các bạn, ri nó sẽ ra hơi chậm. Thấy đã không? Ok đó. Trời ơi, chứ tuần trước rung thấy bà các bạn, mưa 18 ngày liên tục. Mình chỉ sợ ra bông lá nhiều á, chứ còn tới thời điểm này thì nói chung là cảm thấy là ok rồi. Mưa như thế này các bạn có công nhận là năm nay là khó hơn năm trước không? Khó hơn năm vừa rồi lắm. Ok, vô vậy các bạn, dở ra xong vô từ từ ha, dở ra là dễ rồi.